Trường Mafia các tiếng nước Mỹ kỳ số 18. Tổng thống Herbert Hoover biết tới tài tiếng của Al Capone và muốn hắn phải trả giá. Ông tiếp tục sống trên dư luận sau vụ ám sát gây chấn động đó. Hắn chọn Damon Runasjor là người đại diện báo chí cho mình. Nhưng trước sự ngạo mạn và ngông cuồng thái quá của ông Trump, dư luận phẫn nộ tới mức tai tiếng của ông Carbon đã bị tới tai của Tổng thống Herbert Hoover. Ông lệnh cho tất cả các cơ quan của lực lượng liên bang tập trung giám sát con Carbon và những đồng minh của ông ta. Tổng thống Mỹ Hoover ra lệnh như vậy. Đầu tháng 3 năm 1929, Tổng thống Hoover yêu cầu Anwell Marston, thư ký kho bạc nhà nước, đưa Carbon ra trước pháp luật. Anh đã có được gã Carbon chưa? Tôi muốn người này phải vào tù. Chỉ vài ngày sau thì ông Carbon bị triệu tập tới tòa án tối cao ở Chicago, nhưng hắn dường như chưa lường trước được sự trầm trọng của vấn đề và quyền lực mà hắn sẽ phải đối mặt. Ông coi nhẹ vấn đề và nghĩ rằng có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần được giải quyết. Cảnh sát khi tập trung vào các bằng chứng chống lại hắn, nhà văn Kopler đã miêu tả khung cảnh ông Carbon gặp phải khó khăn trong tác phẩm của mình như sau. Thỉnh thoảng thì ông mời ba vị khách quý tới nhà mình ăn tối. Những khuôn mặt hơi đen của ba vị khách người Cilicia này rất phấn khởi thưởng thức những sơ ngào hải vị và uống rượu vang. Ngồi trên đầu bàn, Carbon thoải mái cười một cách đầy sảng khoái, không ngớt chúc tụng. Nào, chúc mừng Scarlett, chúc mừng Asmi, chúc mừng Gosta. Đến sau nửa đêm, khi miếng bánh mì cuối cùng đã hết và giọt rượu vang cuối cùng đã cạn, thì Carbon để ghế ra sau và đứng dậy. Một không khí im lặng bao trùm cho cả căn phòng. Nụ cười của hắn biến mất. Không ai còn cười nữa, trừ những vị khách quý đang thỏa mãn và no nê, tới mức phải nới lỏng và thắt lưng cho thoải mái hơn. Sự im lặng càng kéo dài khiến cho các vị khách nhận ra và cũng im bặt không dám cười nữa. Giờ thì họ lại lo lắng, mắt giáo giác liếc nhìn khắp căn phòng, Al Capone nhìn trừng trừng về phía họ. Những lời hắn nói ra nặng trịch như tảng đá. Những kẻ này tưởng rằng ông Trùm không biết sao, chúng nghĩ rằng có thể che giấu sự phản bội của mình hả? Carbon là kẻ thích làm theo lối truyền thống, cứ đại khách trước rồi hành quyết sau. Các vị khách Sicilia không làm cách nào tự vệ được, lần lượt để mặc bộ hạ của Carbon trói gô vào ghế. Carbon đứng dậy, thong thả cầm một cây gậy đánh bóng chày, lững thững bước tới chiếc ghế của vị khách đầu tiên, dừng lại. Từ phía sau, bằng cả hai tay, on giơ cao chiếc gậy và đập xuống lưng vị khách bằng tất cả sức lực của mình. Từ từ và có phương pháp, hắn đập nát xương vai, xương tay và xương ngực của vị khách quý. Hắn tiếp đến sau ghế của vị khách thứ hai, rồi tới vị khách thứ ba. Cuối cùng, một trong các vệ sĩ của Carbon kê súng lục vào gáy của từng người và bóp cò. Melon, người chỉ huy trong vụ điều tra tìm ra bằng chứng kết tội On Carbon, đã quyết định thực hiện trên cả hai phương diện, tiếp tục thu thập bằng chứng về hành vi trốn thuế của On và việc hắn phạm luật cấm nấu và bán rượu. Một khi các chứng cứ đã được tập hợp đầy đủ thì các nhân viên của kho bạc sẽ trình cho Tổng trưởng lý George A. Quy Johnson và yêu cầu ông này ra lệnh bắt Carbon cùng một số nhân vật chủ chốt trong mạng lưới tổ chức của hắn. Nhiệm vụ thứ nhất, thu thập đầy đủ các bằng chứng phạm luật cấm nấu bán rượu của ông Carbon được giao cho Elliot Ness. Elliot đã tập hợp những người trong khả năng nhất, trong đó thì có Elmer Elway, một thám tử xuất sắc của đội điều tra hình sự. Elway sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh mà Tổng thống Hoover đề ra. Lúc đó thì Mellon vẫn còn lo rằng chưa thể kết tội Carbon về tội luật cấm nấu bán rượu, nhưng ông tin chắc rằng có thể kết Carbon về tội trốn thuế thu nhập. Cuộc điều tra dù được thực hiện với quy mô lớn nhưng hoàn toàn bí mật. Nhiều tháng sau đó thì ông Carbon vẫn chưa biết gì về cuộc tổng tấn công của cảnh sát liên bang thực hiện để kết tội hắn. Thậm chí là vào tháng 5 năm 1929 thì ông đã tổ chức một cuộc gặp gỡ với các ông trùm trên cả nước bàn về việc giành lại những quyền lợi mà thế giới ngầm bị mất trong thời gian vừa qua khi cảnh sát liên tục tấn công vào từng băng nhóm nhỏ lẻ. Liệu ông Carbon có thể chống lại được sự tấn công do đích thân tổng thống định hướng hay không? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những trùm mafia khét tiếng nhất nước Mỹ kỳ số 19. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.